đến với chương trình trải nghiệm cùng HGTV. Mở đầu phần trải nghiệm ngày hôm nay, mời quý khán giả đến với những thông tin về những bộ phim đặc sắc cũng như những bộ phim đang được trình chiếu trên sóng truyền hình Hậu Giang. Trước hết là dịch phim 20:30, một tác phẩm đình đám của TVB không thể bỏ lỡ là Danh Gia Vọng Tộc, quy tụ dàn sao lớn của xứ Cảng Thơm. Bên cạnh hai diễn viên chính là Lưu Tùng Nhân và Dương Chi, Danh Gia Vọng Tộc còn có nhiều ngôi sao nổi tiếng một thời như Hàng Mã Lợi, Trần Ngọc Liên, Giang Mỹ Nghi cùng các hậu bối Mã Quốc Minh, Chu Thần Lệ hay Ngô Trác Hy. Không có lệnh của ta, không một trung gia đầy tiếng tăm và quyền lực, một trắc dạng giỏi giang ngoài xã hội lẫn tình trường, nhưng anh hùng lại khó qua ải mỹ nhân. Em có bằng lòng gả cho Trung Trác Dạng làm tứ phu nhân không? Em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của Trung Trác Dạng đi. Lấy hồng. Ngoài vai trò diễn viên chính, Lưu Tùng Nhân còn tham gia biên kịch và rà soát lại các cuộc đối thoại và câu chuyện trong phim. Thì em phải chấp nhận thôi. Hôm nay phải nói rõ ràng với anh. Mặc dù khoản thù lao không tăng lên, nhưng Lưu Tùng Nhân được cả đoàn làm phim ngưỡng mộ vì nỗ lực làm việc của anh. Nhà sản xuất Trang Dĩ Kiện còn ưu ái gọi Lưu Tùng Nhân là linh hồn của Danh Gia Vọng Tộc. Có phải là con muốn làm mất mặt Trung Gia hay không? Liên qua đáng TVB, Dương Di đã xuất sắc quá thân thành cô đào khác Khang Tử Quân, cuồng nhiệt mãnh liệt trong tình yêu nhưng mạnh mẽ và độc lập trong suy nghĩ. Anh coi Khang Tử Quân này là người gì? Là một người ích kỷ, lối diễn có chiều sâu, nhiều biến chuyển tâm lý và sự quá thân trọn vẹn của Dương Di khi đóng cặp cùng ngôi sao kỳ cựu Lưu Tùng Nhân. Vai diễn cô đào hát Thái Phụng Hoàng trong Danh Gia Vọng Tộc đã giúp Dương Di vượt qua hai đối thủ nặng ký là Mễ Tuyết và Hồ Hạnh Nhi, giành được ngôi vị ảnh hậu danh giá đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Quý khán giả thân mến, bộ phim Danh Gia Vọng Tộc có thể được xem là một bức tranh xã hội thu nhỏ với các tuyến nhân vật thuộc hai thế hệ cũng như luồng tư tưởng khác biệt, sẽ mang đến cho người xem cảm xúc chân thật và như bị xoáy vào trận chiến đằng sau cánh cửa hào môn danh giá. Được đặc biệt đầu tư trau chuốt từ kịch bản, lời thoại đến bối cảnh trang phục, Danh Gia Vọng Tộc còn là một bộ phim tâm lý từng nhận đề cử phim truyền hình có lượng người xem lớn nhất trong năm của TVB Hồng Kông. Phim chính thức lên sóng truyền hình Hậu Giang bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, kính mời quý khán giả đón xem. Còn ở khung 11:20, một bộ phim mới nữa vừa lên sóng sẽ gửi đến quý khán giả câu chuyện tình hài hước, cảm động của đôi vợ chồng vốn có cuộc hôn nhân tẻ nhạt, nhưng tất cả bỗng đổi thay khi biến cố bất ngờ xuất hiện. Bộ phim Hàn Quốc Chàng Vợ Nàng Chồng ra mắt quý khán giả bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2015. Mình à, nhớ xếp chăn lại cho đàng hoàng nha. Chuyện đó mình làm đi. Nè, tôi mặc kệ. Một cuộc hôn nhân bên bờ vực nhưng thay đổi bởi một sự quán đổi trớ trêu. Những tình huống hôn hài đua nhau xuất hiện. Bây giờ mình phải làm gì đi? Có chuyện gì hả mẹ? Từ từ thôi mà. Bến bờ hạnh phúc có còn là giấc mơ xa? Thông qua câu chuyện cười ra nước mắt với những tình huống chéo ngoe, Chàng Vợ Nàng Chồng không chỉ tái hiện bức tranh muôn mặt của đời sống hôn nhân mà còn nhẹ nhàng gửi đến người xem thông điệp nhân văn về mái ấm gia đình. Quý khán giả thân mến, nhắc đến thành công của phim sẽ là thiếu sót khi bỏ qua diễn xuất tài tình của diễn viên gạo cội xứ Hàn Hyun Jun. Thể hiện thành công nhờ vai diễn đa chiều, khán giả ưu ái phong tặng anh danh hiệu diễn viên muôn mặt. Sau vai diễn Can San, người anh hùng ẩn mình dưới thân phận của một chàng ngốc trong mặt nạ anh hùng, Hyun Jun lần nữa biến quá điêu luyện trong bộ phim tình cảm gia đình hài hước với điểm nhấn biến đổi thân xác Chàng Vợ Nàng Chồng. Đảm nhận hai vai với ba tính cách khác biệt, nhưng Hyun Jun đã rất thành công khi trở thành thỏi nam châm cuốn hút, mê hoặc người xem theo từng diễn biến tâm lý, tình cảm của nhân vật. Cũng chính vì mình tôi mới trở nên như vậy.
Anh đã hoàn toàn thuyết phục khán giả bằng sự biến đổi thân xác một cách hoàn hảo, từ biểu cảm trên gương mặt, cử chỉ nữ tính, điệu đà, cho đến chẳng đi khép nét, giọng nói mài mái. Từng chi tiết thực hiện được Hyun Sun chú tâm thực hiện như một thói quen và không có bất kỳ thiếu sót nào. Phải mình điên rồi không? Tất cả đã đưa tên anh xuất hiện trong hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất giải KBS. Quý khán giả thân mến, sau những bộ phim hấp dẫn, phần tiêu điểm chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những chương trình mới mà Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang sản xuất và sắp ra mắt. Đây cũng là những chương trình hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả xem đài. Từ những cánh thư của quý khán giả khắp các tỉnh thành trong cả nước chia sẻ những cảm nhận của mình về những cảm xúc động lại trong mối tình đầu hay những thổn thức khôn nguôi khi tình yêu không trọn vẹn. Tất cả tâm tư, tình cảm ấy đã được ban biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang truyền tải chân thật và lắng động trong chương trình Xây dựng hạnh phúc, được phát sóng vào lúc 18:30 chủ nhật hàng tuần. Ban biên tập rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý khán giả cũng như tham gia gửi bài viết cộng tác cho chương trình về địa chỉ chương trình Giai điệu hạnh phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hoặc email giaidieuhanhphuc@gmail.com. Chương trình trải nghiệm cùng HGTV phát sóng lúc 20:20 thứ hai, thứ ba và thứ bảy hàng tuần đến đây kết thúc. Quý khán giả có thể xem lại chương trình qua web www.hậugiangtv.vn hoặc kênh YouTube Hậu Giang TV và fanpage facebook.com/hậugiangtv. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.